Xin chào tất cả các chị và các bạn. Ngày hôm nay thì tôi có nhận được một cái phản hồi từ một chị khách hàng mà trước đây bên tôi từng hỗ trợ viết đơn để xin giãn nợ vào cái thời điểm mà thông tư 14 ra vào cái ngày mùng 7 tháng 9 2021. Thì khi mà thông tư đấy ra thì tôi cũng đã hỗ trợ rất là nhiều anh chị, trong đấy có chị Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Kim Hồng. Thì sau khi mà viết cái đơn giãn nợ cho khách hàng xong ấy thì xin lỗi là tôi hồi đợt đấy là bên tôi viết đơn giãn nợ cho bên khách hàng ở bên Mira nhé, bên công ty tài chính Mira Asset MAFC. Thì sau khi mà viết xong ấy thì bên Mira nhận được đơn rồi, bên bưu điện đã báo phát thành công và bên đó đã có người nhận. Tuy nhiên sau khi nhận được ấy thì bên Mira không hề có một cái văn bản nào trả lời và vẫn cho nhân viên đòi nợ trong quá trình đó, nào là nhắn tin gọi điện vân vân. Thì sau một thời gian nhắn tin gọi điện không thấy hiệu quả thì họ vẫn bỏ qua cái việc mà phúc đáp cái đơn của chị này nhé. Thì ngày hôm qua thì hôm qua hay hôm kia gì đấy thì hôm kia thì bên Mira cho 5 người anh chị nhé, 5 người xuống trực tiếp nhà của chị và xuống trực tiếp cơ sở kinh doanh của chị, đó là quán bún. Thì tôi sẽ cho các anh chị địa chỉ luôn. Quán bún chị cho đây này. Quán bún của chị là ở đường Nguyễn Chí Thanh, số nhà 72, số nhà 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ nhé. Đây này. Đấy, số nhà quán bún Riêu, số nhà 72, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ. Để làm việc với chị này. À, để làm việc với chị này. Thì trên quan điểm trước tiên là tôi cũng trao đổi với anh chị là cái việc mà xuống nhà để làm việc, để tiếp xúc khách hàng, hỏi vì sao khách hàng không trả tiền như thế nào thì nó hoàn toàn hợp lệ và đúng pháp luật. Nghĩa là họ xuống nhà theo đúng quy trình, là xuống nhà có giấy giới thiệu và chính xác là người của công ty đến để nhắc nợ hoặc là làm việc về vấn đề nợ thì ok. Nhưng ngày hôm nay tôi lại trao đổi với anh chị một cái vấn đề là những cái người này họ xuống nhà đòi nợ nhưng mà lại với một cái thái độ nó lại không được như tôi vừa nói. Đó là họ đến nhà họ chửi bới rồi họ la ó. Thì tôi sẽ cho các anh chị coi một cái video về vấn đề chửi bới này trước ha. Đây này, thì cái này chỉ một đoạn, khách họ gửi cho tôi một đoạn thôi. Đây các anh chị coi này. Tôi đâu có nợ không? Ông lại đây ông la. Hồng, trong đây có hai người tên Hồng đó. Thứ nhất là khách hàng họ đứng ở ngoài cửa, họ la ó ở ngoài cửa, và hàng xóm họ đi ra họ thấy cái tình trạng này thì họ mới quay cái clip này lại. À, quay cái clip này lại để gửi cho tôi các anh chị, để phản ánh rằng là người ta xuống đòi nợ sai quy định. Thì như các anh chị đã biết là chúng ta có cái thông tư 18 đúng không ạ, về việc mà gọi điện nhắc nợ, có cái nghị định 98 về quản lý thu hồi nợ đúng không ạ. Đấy, thì bây giờ khách này xuống, cái anh thu hồi nợ này xuống thì gặp ngay cái khách này. Thì thực ra khách này họ rất là hiểu luật đúng không ạ, họ sẽ có những cái nói chuyện mà tôi rất là nể, anh chị cùng nghe này. Hai người trên hầm gọi cái số bên đây là bên đây người ta nhà nhà bên đây có ảnh hưởng không la ông sùm. Nhưng mà luật pháp đâu cho phép là lại nhà mà đòi đứng la ông sùm. Đúng, anh này nói là luật pháp vẫn cho xuống thu hồi nợ nhưng mà không cho la om sòm như thế này đúng không ạ, làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự nhân phẩm của người khác đúng không ạ. Người ta có vay, người ta có trả, có đơn từ đàng hoàng chứ không có trốn tránh, mà đã trả rất là nhiều rồi cơ đúng không ạ. Đấy, chúng ta nghe tiếp này. Giờ không trả là thưa ra tòa án. Anh này có nói một câu là nếu người ta không trả là thưa ra tòa án, hoàn toàn đúng, bởi vì là khách hàng và Mira Asset, Mira Asset có một cái giao dịch dân sự về cho vay. Vậy thì khi một bên không thực hiện cái nghĩa vụ thì phía còn lại có quyền, nếu mà thỏa thuận không được nhé, có quyền gửi đơn ra tòa án, yêu cầu tòa án giải quyết vấn đề và yêu cầu cái người kia là thực hiện tiếp cái nghĩa vụ mà đang còn bị thiếu đúng không ạ. Đấy, thì gửi ra tòa án là hợp lý nhé. Thiếu tiền là thưa ra tòa án chứ không có quyền lại nhà người ta. Chính Đơn giản xác. sao vậy? Ông kêu có chục tiếng đồng hồ, ông làm như cả nhà này thiếu nợ không hay gì? Cả nhà này thiếu nợ không?
ta nhịn ăn thôi, chứ gặp người ta không nhịn là cái xóm khác là không đứng nữa được đâu. Ở đây người ta nhịn, đang nhịn không đó. Anh này nói đúng. Tôi nói luôn, với cái thái độ này xuống ấy, nhiều khi mấy đứa trẻ con nó không hiểu biết ấy, nó cầm đá nó ném cho, hoặc nó đấm cho, thậm chí là có những cái vụ án các anh chị thấy rồi, đòi nợ xuống nhà bị con nợ giết luôn, đòi nợ xuống nhà bố láo bị con nợ giết luôn. Bởi vì sao? Họ cùng đường, nếu quá thì đứt dây thôi, đúng không anh chị? Họ cùng đường rồi, các anh chị làm quá đáng, họ hết đường họ cầm dao họ chém cho. Đấy là câu chuyện. Đừng có hỏi là vì sao ngu. Tiền á, thì của người ta, tiền thì của công ty tài chính, còn các anh chỉ làm công ăn lương thôi. Tôi nói thẳng này, đừng bao giờ bỏ mạng để lấy ba cái đồng tiền vặt vặt đấy. Đấy, xin phép anh chị, tôi bị cái cô này cô nhắn tin suốt để tôi xem nó có chuyện gì ạ. Đấy, các anh chị coi tiếp nhé. Chính xác, anh này nói ấy, là người ta thiếu nợ thì đi ra tòa, chứ đâu có quyền đứng đây mà gây rối trật tự công cộng. Những cái trường hợp này gọi công an xuống đúng ra là phải xử phạt hành chính ngay, nhưng mà công an xuống công an chẳng làm cái gì cả. Đấy, đây là cái video thứ nhất tôi cho anh chị coi. Là khách hàng bây giờ họ đã hiểu rồi, và nhân người dân bây giờ họ hiểu rồi. Các ông cho vay, đây là tín chấp. Nếu như các ông cho vay rồi không lấy được tiền thì các ông báo ra ngoài, tòa án pháp luật họ xử lý. Chứ các ông không được đi xuống nhà người ta mà la ó la hét như thế này, sai. Đây là cái video đầu tiên tôi cho anh chị coi. Còn một cái video nữa đây. Đây, thì video này tôi nói anh chị coi, tôi đi kèm luôn là cái tên của người đang ngồi đây. Đây này, cái tờ giấy này là của cái anh, của cái những cái anh này này. Đây, bộ phận thu hồi nợ Bùi Văn Đến. Thì tôi cũng không biết là cái anh ngồi đây có phải là anh Bùi Văn Đến không, nhưng mà cái mặt của anh này và những anh chị này là bên nhân viên thu hồi nợ của bên công ty Mira Asset, viết tắt là MAFC. Đây chị Hồng này, đây là ghi này, công ty tài chính một thành viên Mira Asset, Mira Asset này, MAFC, trân trọng thông báo đến ông bà này, vân vân này. Đó. Đây, và cái người ký ở đây là Bùi Văn Đến. Thì tôi không biết là Bùi Văn Đến và những người này là ai, bởi vì là chỉ nhìn được mặt của anh này thôi. Vậy thì các anh chị nhìn này, các anh chị, tôi cho các anh chị coi một lúc rồi tôi sẽ chỉ nhé. Người ta đã chấp nhận rồi. Ai chấp nhận rồi, chứng từ nào mà bên em nghe chấp nhận rồi, chị cái số nợ. Anh đọc bây giờ nói chị nghe nè, đơn này em sẽ đọc nha, chứng từ nó rõ nè. Bây giờ chị đăng ký chị đề nghị cái này nè, Phan. Bây giờ Phan nè, em nói chị nghe nè. Bây giờ chị cần muốn trao đổi với em liền, trao đổi với chị nha. Còn ở đây tiêm vaccine em đã tiêm đủ hết trơn rồi. Đủ biết lỡ đó có nhiễm bệnh là sao? Nói chị nghe nè, đơn của chị đề nghị về bên em đi, chị gõ gàng để chị đơn đề nghị, đúng chưa? Chị không có yêu cầu bên đây làm đơn đề nghị là bên đây có việc với nhân viên hay không. Bây giờ tôi xin trả lời cái anh này. Thứ nhất là anh này, anh nói là viết đơn đề nghị là sai. Trong quy định của thông tư 14 ra ngày 7 tháng 9 năm 2021 ấy, nào, thì khi mà khách hàng không có khả năng trả nợ thì phải đề nghị lên phía công ty tài chính, yêu cầu phía công ty tài chính thực hiện giảm lãi, giãn nợ và cơ cấu lại nợ cho khách hàng nếu như họ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Và tôi nói luôn, đây là cái cơ sở kinh doanh bún của cái chị Hồng này.
Và trong cái thời điểm đấy là bên tôi làm đơn cho chị này thì đúng là cái quán bún lúc đấy là đóng cửa, không có tiền thu nhập. Và chị này trước đây vay tiền của Mira có nói rất rõ là chị này là làm quán bún, làm quán bún bán bún riêu buổi sáng, đúng không ạ? Thì chị này chị ấy dừng quán bún mấy tháng trời, thì nhìn thấy cái vấn đề đó bên tôi đã làm trong cái lá đơn xin giãn nợ. Thì đúng quy tắc thì cái anh Mira này anh nhận được đơn của chị này thì Mira nó phải phúc đáp về, nếu mà không được thì phải vì sao, hoặc là nếu được thì phải trả lời cho họ. Nhưng ở đây không, Mira không những không phúc đáp mà còn cho đòi nợ, gọi điện nhắn tin quấy rầy rất là nhiều, rất là nhiều đấy. Nên là tôi nói với anh chị là sai từ thời điểm đầu tiên luôn rồi nha. Còn khách hàng họ làm đúng. Còn ngày hôm nay cái anh này anh xuống anh nói là cái đơn này không đúng, đơn này không được, không? Vậy thì tôi nói luôn, đơn thì phía công ty tài chính đã nhận được, có bên bưu điện báo là bên kia đã báo, bên bưu điện báo phát thành công, có người nhận rồi đấy. Thế thì bây giờ tôi nói với anh chị, anh này anh lại nói như vậy là không chuẩn. À, chúng ta nghe tiếp này. Đó là chuyện của bên anh này bên đây. Rồi bây giờ là bên kia thì nhận đơn không trả lời, còn bên này thì báo là chưa nhận đơn được, nhưng mà bưu điện thì báo chuyển thành công rồi. Đấy là một chuyện về vấn đề đơn từ ha. Còn có một cái chuyện nữa tôi nói với anh chị là ngày hôm nay thì các anh chị sẽ nghe này, nghe xem là có chuyện gì xảy ra này, nghe xem này, cái chuyện này nó mới lớn này các anh chị này. Giám đốc bên em hiện tại bây giờ cơ cấu nợ không được, bên em sao không được, nhà nước đâu quy định là cho cơ cấu nợ mà. Em nói liền nghe là anh em giỏi nghe, anh làm đơn này anh lấy từ đơn này nghĩ không ở đây những cái được quyền chấp thuận hay không đó. Cái ông thu hồi nợ này có lẽ là không hiểu luật. Tôi đề nghị anh phải cho tôi giãn nợ, đúng không ạ? Vậy thì nếu anh không cho giãn nợ thì anh phải phản hồi cho tôi chứ. Tôi viết đơn cho anh thì anh phải trả lời cho tôi bằng đơn chứ. Nếu mà không được thì anh cũng phải trả lời cho tôi chứ. Mà anh này, đây là đơn, tờ đơn này tôi nói luôn này, chuẩn mẫu đơn theo thông tư nhé. Cái thứ hai nữa, mẫu đơn này là chuẩn văn bản và thể thức văn bản hết nhé. Nên là cái anh này anh nói là nói cái cố rồi, cái cố rồi. Anh này mà gặp tôi ấy thì chỉ có ngồi im nghe thôi. Bởi vì sao? Anh này đang nói sai. Khách hàng họ đang còn hiểu được vấn đề là tôi viết đơn theo cái thông tư 14. Anh không có đồng ý thì anh trả lời cho tôi. Còn không trả lời nghiễm nhiên là đồng ý. Bởi vì trong đơn của tôi ghi rất rõ, sau 15 ngày nếu không phúc đáp bằng văn bản thế lá đơn được chấp thuận. Rất là rõ ràng như thế nhé. Thứ nhất, cái anh này hỏi là khách hàng có làm đúng quy trình của bên em không? Thế bên em có cái quy trình gì? Có nói cho khách hàng không? Không, không hề có một cái quy trình nào cả. Tôi nói thẳng luôn, không hề có một quy trình nào cả. Đúng ra, tôi nói này, đúng ra phải như cái thằng FE chủ động gọi đến cho từng khách sau khi mà nhận được cái lá đơn ấy. Gọi cho từng khách theo cái số ở trong lá đơn và hướng dẫn khách hàng cung cấp thêm thông tin để được giãn nợ. Và sau đó FE tôi nói một loạt luôn, giãn nợ 4 tháng. Đấy là cái lý do vì sao tôi nói thẳng với anh chị. Bây giờ FE nó còn chuẩn hơn những cái thằng khác nữa rồi. Giống thằng Mira đây, nhận được đơn im luôn, vứt sọt rác hay sao ấy. Tôi không hiểu là cái những anh chị này làm thế nào. Anh chị, còn cái hay, chuẩn bị tới cái hay này này. Cái này anh chị chuẩn bị nghe nhá. Bây giờ sao? Luật sư. Rồi, ok. Bây giờ là anh này anh đeo khẩu trang. Anh này bây giờ mới đeo khẩu trang anh chị này. Đoạn đầu tiên anh chị coi này. Nói chuyện với khách hàng từ đầu đến cuối không đeo khẩu trang, sau khi khách hàng nhắc nhở nhiều lần mới đeo khẩu trang. Còn nói là tôi đã tiêm rồi tôi không sợ. Nhưng thưa các anh chị, tôi nói với anh chị thế này nhé, riêng dịch Covid-19 anh chị có tiêm 2 mũi 3 mũi thì vẫn phải thực hiện 5K, vẫn phải đeo khẩu trang. Cái khẩu trang là cái đầu tiên, bởi vì nó truyền qua cái đường nước bọt. Còn việc rửa tay hay không thì tôi không biết, tôi ở đây tôi không xác nhận được. Nhưng mà cái anh này đi gặp khách hàng không có đeo khẩu trang. Vậy thì ở đây tôi nói với anh chị, có một cái quy định về cái việc này, không thực hiện phòng chống dịch theo chỉ thị và theo quy định của pháp luật. Ở đây có một cái điều thế này này, ở điều số 7, cái này tôi xem thông tư nào.
Đây, ngày 27 tháng 8, Sở Tư pháp có văn bản số 1229. Sở Tư pháp thế nào? Giới thiệu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng và chống dịch Covid và một số quy định khác liên quan. Ở đây có cái điều 7 này, ở điều 7 này, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và những người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ sở y tế, phạt tiền từ 1 triệu đồng cho đến 3 triệu đồng. Tại điểm A khoản 1 điều 12 nghị định số 117 năm 2020, nghị định chính phủ. Thứ nhất tôi nói với anh chị về thu hồi nợ nhé. Hàng ngày tiếp xúc rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều đối tượng, và đặc biệt tôi nói luôn, tầng thấp, tầng phân khúc khách hàng của tất cả công ty tài chính kể cả Mira là tầng dân trí thấp, lao động tự do, nên là cái việc mà tiếp xúc từ người này qua người khác rất cao. Mà anh này anh đi xuống anh không đeo khẩu trang, anh này anh xuống anh không đeo khẩu trang, khách hàng nhắc nhở nhiều lần, lúc đấy mới vô đeo cái khẩu trang này lại. Tôi nói luôn, một là bên Mira Asset không có truyền thông cho nhân viên để nhân viên làm bậy, hai là có truyền thông lại cho nhân viên nhưng mà nhân viên coi pháp luật không ra gì, coi chỉ thị thông tư không ra gì, nên là ngang nhiên nghiễm nhiên không cần phải đeo khẩu trang ngồi chiếm trệ ở đây thách thức. Khách hàng đã nhắc nhở nhiều lần, sau khi nhắc quá nhiều thì mới đeo khẩu trang. Mà tôi nói luôn, đây là cơ sở bán bún nha, đây là cơ sở bán bún, có rất là nhiều khách hàng đi vô đi ra ăn uống ở đây mà không thực hiện. Đây, cơ sở của chị này tôi báo luôn là ở địa chỉ này, ở đường Nguyễn Chí Thanh số 72, phường Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ. Và tôi xin thông báo ở đây này, đối với các đơn vị liên quan, tôi yêu cầu phải làm rõ vấn đề tại sao thu hồi nợ xuống nhà khách hàng lại có những hành động chửi bới, rồi lại có những hành động là không tuân thủ cái việc mà thực hiện cái 5K phòng chống dịch Covid-19 và những cái bệnh truyền nhiễm lây lan. Cái anh này, nếu mà tôi nói luôn, anh này mà tới đây mà cái những cái người này, những người ví dụ như chị này hoặc nhà chị này mà có bị dịch Covid thì sẽ bị khởi tố về vấn đề là lây lan mầm bệnh nguy hiểm. Lây lan mầm bệnh nguy hiểm. Đây, tôi cho các anh chị coi cái điều luật luôn. Các anh chị coi này. Đây, khởi tố này. Lây lan này. Bệnh truyền nhiễm. Đây, khởi tố lây lan này. Đây, khởi tố làm lây lan bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người theo quy định tại điều 240 Bộ luật Hình sự 2015. Điều 240 nhá. Điều 240. Nếu như cái anh này sau khi đến đây mà cái chỗ này mà có người bị dính Covid và từ anh này lây, cả anh này đều bị mà người kia đều bị, thì anh này sẽ bị khởi tố theo điều 240 của Bộ luật Hình sự 2015. Thì tôi sẽ, các anh chị đợi đó, tôi lấy cái bộ luật này. Các anh chị đừng có nói là tại sao tôi dân luật học luật mà lại không có thuộc nhá. Tôi nói luật được mấy trăm ngàn điều là khó thuộc lắm. Đến đâu thì xử lý đến đấy thôi, quan trọng cái xử lý thôi. Điều 240 này. Điều 240. Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người. Ở khoản 1, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người thì bị xử phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 cho đến 5 năm. A. Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng dịch. Cái này thì không liên quan đến ngày rồi. Đưa vào rồi. Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho con người. Là hành vi khác lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho con người. Là anh này có cái hành vi đó là không đeo khẩu trang. Mặc dù hiện tại dịch vẫn đang hoành hoành. Đấy. Vân vân, có rất là nhiều điều ở trong này, nhưng mà tôi chỉ nói nhẹ nhàng như thế thôi cho anh này anh hiểu nhá. Ở đây tôi không có chỉ trích ai cả, nhưng mà chúng ta đi thu hồi nợ, tôi không có nói là các anh thu hồi sai, mà tôi chỉ nói ở đây là các anh đi xuống cái điểm mà tiếp xúc khách hàng mà các anh không đeo khẩu trang. Ngoài ra khách hàng có làm một cái lá đơn cho các anh, làm cái lá đơn mà để xin giãn nợ theo thông tư 14 trong khi khách có cái điểm kinh doanh bán bún đàng hoàng mà các anh không có trả lời văn bản về lại cho người xuống để
để hành hoại khách hàng, để làm tùm lum tùm la hết là không được. Thì video này tôi chỉ phân tích đến đây thôi, thì tôi chỉ có cái thông tin của cái anh thu hồi nợ này là Bùi Văn Đến. Vậy thì nếu cơ quan chức năng nhìn thấy cái clip này của tôi thì vui lòng liên hệ công ty tài chính Visa Asset và tìm đến kênh Bùi Văn Đến, hoặc đến cái người mà có cái hình ảnh mà có cái camera quay lại thế này này, tôi có công bố lên đây, hoặc đến trực tiếp địa chỉ của chị Hồng, chị này là chị, tôi xem là cái gì, Hồng Nguyễn Thị Kim Hồng, tại địa chỉ số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ, đường Nguyễn Chí Thanh ha. Thì cái trường hợp này tôi có nói với chị này này, cho em xin địa chỉ để làm một lá đơn tố cáo. Đấy, tôi báo rồi. Như trường hợp này tôi sẽ giúp chị này làm một cái lá đơn tố cáo lên cơ quan chức năng, yêu cầu Visa Asset trả lời bằng văn bản và có những cái câu trả lời thích đáng với cái trường hợp mà tại sao thu hồi nợ xuống ở địa điểm của khách hàng mà lại không đeo khẩu trang. Không đeo khẩu trang. Rồi, video tôi chỉ làm đến đây thôi. Rất là cảm ơn anh chị. Nếu mà anh chị cảm thấy là tôi làm ok thì các anh chị vui lòng là chia sẻ video này nhiều hơn. Cái nữa là tôi xin phép là tôi biết rằng là tôi làm thế này sẽ đụng chạm đến chén cơm bát gạo của các anh em thu hồi nợ, nhưng tôi yêu cầu là anh em cứ làm đúng cho tôi, xuống thu hồi nợ mang giấy giới thiệu đàng hoàng, vô nói chuyện đàng hoàng và tiếp thu cái ý kiến của khách hàng, chứ không hạnh hoẹ tiếp thu ý kiến khách hàng sau đấy là tìm ra cái hướng giải quyết rồi về trình bày lại với công ty rồi cùng nhau có một cái hướng. Bởi vì sao? Khách hàng đã viết đơn thì chắc chắn khách hàng sẽ có thiện chí đóng, chẳng qua họ chưa có tiền thôi, chứ còn họ có tiền họ đã đóng rồi. Còn anh em không cần phải hạnh hoẹ dọa nạt hay là làm này làm kia, những cái trò mà đăng hình đăng ảnh gọi người thân. Tôi ví dụ vừa rồi Visa Asset có ủy quyền hoặc là có làm việc với lại một vài đơn vị như thằng Thiên Long này, DSP này, sử dụng những cái chiêu trò đó tôi nói thực sự là chẳng ăn thua đâu. Đăng hình vứt, gọi người thân càng vứt. Quan trọng ở đây xuống làm công tác tư tưởng với khách hàng, nói chuyện lịch sự, nói chuyện đúng thì người ta sẽ trả tiền thôi. Đây là một cái giao dịch dân sự mà, nếu mà cần thiết thì cứ khởi kiện ra ngoài tòa án. Một lần nữa cảm ơn các anh chị các bạn đã lắng nghe theo dõi và chia sẻ video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau. Một lần nữa xin cảm ơn.